Và sau đây mời quý vị trở lại phần tin Việt Nam của chúng tôi. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam đêm nay là bản tin liên quan tới việc cựu bí thư và chủ tịch tỉnh Thanh Hóa nộp 45 tỷ đồng để được nhẹ tội gây thất thoát. Cựu bí thư và chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã nộp mỗi người 22 tỷ rưỡi đồng để bớt chịu hậu quả sau khi bị khởi tố ra một vụ án tham nhũng liên quan đến dự án Hạc Thành Tower ở thành phố Thanh Hóa. Báo chí trong nước vào ngày 2 tháng Giêng cho biết, Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận cựu bí thư Trịnh Văn Chiến và cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này là Nguyễn Đình Xứng đã nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan công an nhằm bớt chịu hậu quả trong hành vi đang bị điều tra. Các bị can khác trong vụ án cũng đã nộp tiền trả lại nhưng cơ quan chức năng không cho biết cụ thể là bao nhiêu. Ông Trịnh Văn Chiến vào tối 29 tháng 12 bị khởi tố, bị khám nhà và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Ông Chiến bị cáo buộc tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước đó, vào ngày 21 tháng 10 năm 2023, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đình Xứng là cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vì cùng tội danh. Theo cáo buộc của Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2013, ông Chiến với vai trò là chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo việc tính tiền sử dụng đất cho công ty Sông Mã tại dự án Hạc Thành Tower theo đơn giá thấp hơn là mức giá thực, làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 55 tỷ 800 triệu đồng. Dự án Hạc Thành Tower ở thành phố Thanh Hóa có diện tích hơn 2.900 m², nằm ở vị trí được cho là đắc địa, là tuyến phố trung tâm buôn bán sầm uất nhất của thành phố Thanh Hóa. Theo truyền thông nhà nước, dự án đã đi vào hoạt động nhiều năm. Hiện các tòa nhà được doanh nghiệp chuyển nhượng hoặc cho thuê làm trụ sở ngân hàng, khách sạn, nhà sách hay là spa. Hai cựu bộ trưởng cùng với 36 bị cáo ra tòa trong vụ Việt Á. Sáng ngày 3 tháng Giêng, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa 38 bị cáo vụ Việt Á ra xét xử về 6 tội danh. Ra tòa phiên sơ thẩm có 3 bị cáo từng giữ vị trí lãnh đạo cao là Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế, Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư tỉnh ủy Hải Dương. Để xét xử vụ án, tòa đã triệu tập 39 nhân chứng, 140 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và 24 nguyên đơn dân sự thuộc Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tuy nhiên, nhiều người trong số đó vắng mặt tại tòa. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, sau khi được cấp phép lưu hành, công ty Việt Á đã sản xuất hơn 8 triệu 700.000 bộ xét nghiệm, nâng khống giá rồi bán cho các cơ sở y tế trên khắp cả nước, từ đó thu lợi bất chính hơn 1.235 tỷ đồng. Tính riêng phần tài sản nhà nước, số tiền thiệt hại là hơn 402 tỷ đồng. Để thực hiện được những sai phạm nêu trên, theo cơ quan tố tụng, Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ với tổng số tiền là 3 triệu đô la và 4 tỷ đồng. Trong đó, Việt đã đưa hối lộ Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế, 2 triệu 250 ngàn đô la, Nguyễn Huỳnh, thư ký của ông Long, 4 tỷ đồng, Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế, 300 ngàn đô la, Trịnh Thanh Hùng, cựu Vụ phó Vụ khoa học công nghệ, 350 ngàn đô la, Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính, Bộ Y tế, 100 ngàn đô la. Bên cạnh đó, Việt còn chi tiền cảm ơn cho ông Nguyễn Văn Trịnh, cán bộ văn phòng chính phủ, 200.000 đô la, Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ, 200.000 đô la, Phạm Công Trạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, 50.000 đô la. Kiến nghị gần 10 tỷ Mỹ Kim xây đường sắt Sài Gòn, Cần Thơ. Tập đoàn City Group kiến nghị xin 9 tỷ 980 triệu Mỹ Kim đầu tư tuyến đường sắt thành phố Sài Gòn, Cần Thơ, khổ 1.435mm, theo phương thức đối tác công tư, tức là PPP. Theo đề xuất của City Group với chính phủ Việt Nam, tuyến đường sắt sẽ là đường đôi dài 174 km, khổ 1.435mm, điện khí hóa gồm 12 ga, chạy cả tàu khách và tàu hàng. Doanh nghiệp chưa đề cập tốc độ thiết kế của tàu. Dự án đi qua 6 địa phương bao gồm thành phố Sài Gòn, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. City Group dự kiến bắt tay với tập đoàn Cầu đường Trung Cộng, tập đoàn xây dựng điện Trung Cộng hình thành liên doanh đầu tư để nhận gói hỗ trợ tài chính cho các dự án từ các tổ chức tài chính hàng đầu của thế giới. Tổng mức đầu tư dự kiến là 9 tỷ 980 triệu Mỹ Kim, tức là tương đương với hơn 227.000 tỷ đồng. Liên danh góp vốn tỷ lệ 85%, chính phủ khoảng 15%. Để phát triển đồng bộ kinh tế các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, doanh nghiệp kiến nghị lập phương án phát triển đồng bộ 12 khu đô thị ga dọc theo tuyến mô hình TOD, tức là phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, giúp rút ngắn thu hồi vốn từ 50 xuống 25 năm và tạo sự phát triển cho các tỉnh thành.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Lê Hữu Minh Tuấn. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF và Human Rights Watch hôm 30 tháng 12 cùng lên tiếng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ký giả độc lập Lê Hữu Minh Tuấn, hiện đang thụ án 11 năm tù tại trại giam Xuyên Mộc của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vì sức khỏe của ông suy giảm nghiêm trọng. RSF dẫn lời một người thân của ông Tuấn cho biết rằng trong chuyến thăm ông vào hôm 26 tháng 12 năm 2023, ông Tuấn chỉ còn da bọc xương, trông nhợt nhạt và ông nói không chịu nổi nữa. Ngoài việc thúc giục Việt Nam phóng thích ông Tuấn, ông Cedric Avaniani, giám đốc văn phòng RSF châu Á-Thái Bình Dương, còn kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường gây áp lực để Hà Nội thả ông Tuấn vì lý do sức khỏe và trước khi quá muộn. Cùng ngày, RSF cũng lên tiếng trên nền tảng X, trang tin về dân chủ ở châu Á có tên Asia Democracy Chronicles, dẫn lời ông Phil Robertson, phó giám đốc của HRW khu vực châu Á, cũng kêu gọi Việt Nam thả ngay lập tức và vô điều kiện ông Tuấn vì sức khỏe của ông suy giảm nghiêm trọng. Ông Tuấn là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Các thành viên khác của hội này như ông Phạm Chí Dũng, một blogger, và ông Nguyễn Tường Thụy, phó chủ tịch của hội, cũng bị bắt với cùng cáo buộc. Chính quyền Việt Nam cho rằng các nhà báo này sử dụng nhiều bút danh để đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của đảng và nhà nước. Hơn 1.000 người bị ép làm việc tại sòng bạc nước ngoài được đưa về Việt Nam trong năm 2023. Năm 2023, lực lượng công an đã tiếp nhận hơn 1.000 người Việt Nam từ Campuchia và Philippines. Họ là nạn nhân bị cưỡng bức làm việc trong các sòng bạc tại nước này. Trung tướng Tô Ân Sô, phát ngôn viên Bộ Công an cho biết, nhiều đường dây tội phạm tổ chức đưa người Việt Nam sang nước ngoài trái phép đã hình thành với sự cấu kết giữa các đối tượng ở trong và ngoài nước, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài. Địa bàn hoạt động của các đường dây này rất đa dạng, từ Trung Cộng, Nga, Nam Hàn, Nhật Bản, Úc, một số nước Đông Nam Á như là Lào, Campuchia, Malaysia, Miến Điện, nhiều nước ở Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada. Hành trình xuất cảnh bằng cả đường bộ, đường biển và đường hàng không. Một trong những phương thức thủ đoạn chủ yếu để đưa công dân Việt Nam di cư xuất cảnh trái phép sang nước ngoài là tìm kiếm dụ dỗ nạn nhân sang các quốc gia gần biên giới Việt Nam, xuất cảnh sang Campuchia, Lào, Thái Lan, Miến Điện để làm việc nhẹ lương cao, tổ chức cho nạn nhân xuất cảnh mà không cần chứng minh tài chính, bằng cấp, thủ tục nhanh gọn. Trung tướng Tô Ân Sô cũng cho biết, năm 2023, công an các địa phương phía Nam đã tiếp nhận từ phía Campuchia hơn 600 người làm việc trong các sòng bạc được phía Campuchia giải cứu và trao trả về nước. Tháng 5 năm 2023, phía Philippines đã giải cứu 437 người Việt Nam bị cưỡng bức làm việc trong các sòng bạc tại nước này. Tháng 12 năm 2023, hàng ngàn công nhân bị mắc kẹt tại cuộc chiến ở Miến Điện được chính quyền Việt Nam giải cứu bảo hộ về nước. Trong đó, có rất nhiều người thuộc diện xuất cảnh trái phép hoặc là nạn nhân của các đường dây đưa người sang nước ngoài trái phép. Và có tin là ngân hàng có thể lãi cao trở lại trong năm nay. Từ mức nền thấp năm 2023, giới phân tích dự báo lợi nhuận toàn ngành ngân hàng có thể tăng 10-14% năm nay. Trong đó, nhiều nhà băng có thể tăng gấp 3-4 lần trung bình. Theo đó, các ngân hàng vừa trải qua một năm biến động. Khả năng hấp thụ vốn yếu, nợ xấu tăng cao, bào mòn lợi nhuận, ngắt chuỗi tăng nhiều năm của không ít nhà băng. Tuy nhiên, từ mức nền thấp của năm 2023, giới phân tích cho rằng tăng trưởng lợi nhuận ngành ngân hàng có thể trở lại ngưỡng hai con số. Công ty chứng khoán MBS cho rằng kết quả kém khả quan trong năm 2023 tạo ra một nền so sánh thấp cho tăng trưởng 2024. Bên cạnh đó, họ kỳ vọng tăng trưởng tín dụng sẽ khả quan cùng với NIM được cải thiện nhờ môi trường lãi suất thấp được duy trì. Theo nhóm phân tích, lợi nhuận nhóm ngân hàng có thể tăng trưởng khả quan năm nay dù áp lực trích lập dự phòng vẫn còn lớn. Danh mục theo dõi của MBS gồm 12 ngân hàng với dự báo lợi nhuận năm nay tăng trưởng từ 12.6 cho đến 73.4% trên mức dự kiến 13-14% của toàn ngành. Thận trọng hơn, công ty chứng khoán Vietcombank VCBS dự báo lợi nhuận các nhà băng tiếp tục phân hóa mạnh trong năm 2024 với mức tăng trưởng trung bình ngành khoảng 10%. Một số ngân hàng thuộc nhóm quy mô nhỏ sẽ tiếp tục giảm tốc, thậm chí là tăng trưởng âm. Mũi đỏ tiếng vua đúc chữ tài lộc không còn hàng để bán. Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Giáp Thìn 2024, nhưng mũi đỏ Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội đã gần như là cháy hàng với giá cao hơn so với các loại bưởi thông thường, lên đến 350.000 đồng cho một quả. Điều đặc biệt của loại bưởi này
chính là được tạo những chữ tài lộc với hai loại bưởi là bánh men và trái nụm. Quá trình tạo hình bưởi được thực hiện từ lúc quả còn non, đòi hỏi kỳ công và độc đáo từ người trồng. Theo ông Lương Văn Phương, chủ tịch hợp tác xã bưởi đỏ Đông Cao, hiện 90% số bưởi trong vườn đã được đặt hàng. Bưởi đỏ Đông Cao có màu xanh khi còn non, chuyển sang màu vàng khi già và khi chín, quả sẽ có màu đỏ rực như là trái gất. Điều đặc biệt là bưởi này được thu hoạch vào cuối năm trùng với dịp Tết Nguyên Đán, làm tăng sự ưa chuộng từ người tiêu dùng, đồng thời giữ giá cao và không đủ nguồn cung ứng để đáp ứng nhu cầu. Trong quá trình chăm sóc, bưởi đỏ Đông Cao được bao trái để giữ màu và hạn chế sự tấn công của côn trùng sâu bọ. Điều này làm cho quả bưởi không chỉ đẹp mắt mà còn bảo đảm chất lượng, trở thành món quà lý tưởng trong dịp Tết truyền thống. Quý vị vừa theo dõi phần tin Việt Nam. Sau 17 giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Kết thúc phần tin Việt Nam, chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ cùng các bản tin chính như sau. Tổng nợ công của Hoa Kỳ vượt qua 34.000 tỷ đô la. Hoa Kỳ sẽ mở cửa lại các cửa khẩu biên giới vì di trú trái phép giảm.